Các bạn ạ, hôm nay coi là vợ em đi mua coi là đôi eo con, hàng coi là made in China, Trung Quốc. Coi về trong là có thuốc đấy. Các bạn nhìn xem. Ở đây bây giờ em dạy cho các bác xem nhá. Và đây là thuốc. Hai bên đều có. Dạy hẳn ra. Cái gà nó đây, trong này có hai viên. Bên này nữa. Đây thuốc của thằng Tàu, thằng Trung Quốc đây. Dưới đây. Chít. Kia gọi lốt là kia, rửa đi. À, trong thùng có, thùng có. Anh đặt này ra dịch hẳn ở ngoài, quay rảnh đấy. Nãy khi đặt mua phải xem luôn. Đây là vết rạch đấy. Và nước còn đấy, nước thuốc còn đấy. Các bác nhìn kỹ song sánh.